trùm Hoa hậu Phúc Nguyễn chính thức lên tiếng vạch mặt màu thủy khi tố mùa giải. Ông bầu Phúc Nguyễn cho biết, Thủy yêu cầu khi thi phải có danh hiệu chắc chắn, không Hoa hậu thì cũng phải Á hậu. Tôi không đồng ý nên cô ấy bỏ thi. Trước đó, màu thủy từng gây xôn xao dư luận khi bất ngờ chia sẻ mình bị mất sức thi Hoa hậu Trái đất 2018 vì không có đủ 5 tỷ đồng. Chia sẻ của Màu Thủy còn ám chỉ người nắm bản quyền Hoa hậu Trái đất tại Việt Nam đã đòi hỏi cô quá nhiều. Theo như những gì Màu Thủy chia sẻ, cô nàng được ủy quyền tham gia Miss Earth 2018 trước Phương Khánh. Mặc dù kinh phí để chuẩn bị cho cuộc thi rất lớn và còn nhiều đắn đo, thậm chí đã từ chối. Nhưng với lời hứa từ một người anh trong đại diện ban tổ chức tại Việt Nam sẽ cho cô vay và trả dần sau cuộc thi, Thủy đã suy nghĩ lại. Quyết định nắm bắt cơ hội, Thủy đồng ý và chuẩn bị chu đáo cho lần chinh chiến quốc tế, từ trang phục, phụ kiện, thậm chí là đến một đôi vớ cũng được cô nàng chú ý kỹ lưỡng. Bên cạnh đó, series Cô giáo Thủy cũng đã được thực hiện như là một dự án về môi trường để mang đến Hoa hậu Trái đất 2018. Tuy nhiên sau đó, Mồ Thủy được gọi và thông báo cần phải có 5 tỷ để lần đi thi này sẽ hoàn hảo hơn. Với số tiền lớn như vậy, Mồ Thủy đã quyết định không đi thi. Cô nàng chia sẻ, 5 tỷ đó nói thật luôn là tôi không có, mà có tôi cũng không thi. Mà đau nhất một câu anh ấy nói, nếu em không có tiền thì ao đi Thủy. Mình đã từ chối ngay từ lúc đầu, anh ấy là người ngỏ lời cho ứng trước số tiền ấy. Bây giờ người ta nói như vậy cũng đành chịu, nên Thủy ao thôi. Trước những thông tin này, chuyên gia đào tạo Phúc Nguyễn, người sáng lập dự án Ngôi sao Danh vọng, đơn vị đưa Phương Khánh đi thi Miss Earth 2018, đã có những phản hồi thẳng thắn. Anh cho biết rằng, mình từng có ý định đưa Màu Thủy tham dự cuộc thi Hoa hậu Trái đất vì nhìn thấy được tiềm năng ở cô gái này. Hai bên cũng đã ký kết hợp đồng cùng nhau. Ngoài ra, đơn vị này sẽ lo hết tất cả các kinh phí như đào tạo kỹ năng cần thiết cho người đẹp để dự thi. Đáp lại khi Màu Thủy trở về, phải trả quyền lợi hình ảnh cho phía công ty. Anh nói thêm, Thủy yêu cầu khi đi thi phải có danh hiệu chắc chắn, không Hoa hậu thì cũng phải Á hậu. Tuy nhiên tôi đã thẳng thắn trả lời, điều anh có thể làm cho em chính là trang bị đầy đủ những điều tốt nhất, lên chiến lược cũng như dùng những mối quan hệ giúp em tỏa sáng, để em phát huy hết khả năng của mình. Miss Earth là một cuộc thi quốc tế, làm sao có thể thao túng được kết quả? Bản thân tôi cũng không bao giờ nghĩ đến việc làm điều đó. Khi nghe xong, Mao Thủy nhắn tin cho tôi quyết định không dự thi khi sát ngày phải công bố thí sinh cho ban tổ chức Miss Earth. Ông bầu Phúc Nguyễn còn khẳng định, không bao giờ có câu chuyện vì có người chi tiền mạnh hơn mà đẩy Mầu Thủy khỏi suất đại diện đi thi tại Miss Earth. Tất cả tin nhắn cùng cô trao đổi công việc, cũng như khi người đẹp chủ động từ chối dự thi vì có thể không chắc có được danh hiệu anh hiện đang còn giữ. Ông bầu còn sẵn sàng lên tiếng chia sẻ rõ ràng về sự việc. Anh còn muốn hợp báo ba bên rõ ràng với nhau. Đồng thời anh còn cho rằng Mầu Thủy đang muốn gây sự chú ý.